tới Cà Mau nha các bạn. Đây. Chuyến hành trình xuyên miền Tây đã tới Cà Mau. Xíu mình sẽ tới Kiên Giang. Trời ơi, đừng có lập ra. Từ từ, tôi biết mà, ra vậy hả? Rồi à, Mới thầy Vũ. Bỏ tốt tay lái hả? Lái ra nhẹ đi. Ra nhẹ. Cứ nhớ ra nhẹ nhẹ vô. Cái giò của mình là lúc nào cũng cái giò trên ga mình lúc nào cũng giữa đường là nó nằm với xe mình chạy giữa đường. Bây giờ trên ga nằm đâu thì là nhớ liếc nha, xe mẫu nhớ liếc nha, liếc kiến rồi coi xe lên đó. Để xe đi xuống lâu lâu nhìn kiến giữa nè, tập nhìn kiến giữa nữa, kiến giữa nó sẽ thấy gần đó. Lần đầu tiên là lần thứ hai đi xe mà đúng rồi. Mình cứ chần mày gì mày sợ mày đâu có đâu, con này rất là tập trung sợ. mày quay tao lên 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 mày lắc tình hả? Thấy không? Nói với để vợ chở mình chuyến chứ không? Đúng rồi, bình thường cái gì đâu rồi. Mày nhẹ ha, nhẹ ra là thấy nó lên, nhẹ ra là kèn đá xin cái đá la. Đá pha nó tự động nó giảm mà. Pha là lên lúc nào? Gạt cái trần vô, cực bên cái trái gần xi nhan á, đá vô, gịch vô. Này, định lướt đi đâu nữa, chia sẻ vô, tim vô, viết bình luận vô, rồi lướt đi đâu lướt. Tao không nhậu đâu, má, tao nhậu như bả chở cái là rượu má, giả bia hết, giả rượu hết. Trời ơi, ôm cua nhẹ thôi. Đi mẫu tới cua thì mẫu bực xi nhan hết luôn, đi tới cua hả bực hết. Trái phải cũng được hả? Không, ông cua nào thì bà xin nhanh nó thẳng luôn. Giữ lên giữa. Cái chân của mình là giữa, thấy xe nó nhích nhẹ vô một cái. Cái giữ giữa đây tìm đường. Tới ngõ 3-4 giảm ga lại. Đang ngõ 3 đó giảm ga lại. Nhìn mắt mình bây giờ thẳng luôn, mắt bây giờ bao quát tới ngõ 3-4. Rồi qua ổ gà luôn nụ. Trời ơi. Vô trong ngõ xe giữa đi đường. Trời ơi, em canh được mà. Canh. Trời. Chỉ có vô tư nhất là con bé Nhi sinh thôi. Vô tư nhất là vô tư nhất là chỉ con bé Nhi sinh thôi. Trời trời, thả chân ga ra, thả chân ga ra cho dễ chớn. Cái kèn đi. Thả chân ga ra. Bây giờ đang gà thắng. Gà thắng luôn như bọn trời chứ. Ủa tao muốn éo quần rồi. Không luôn rồi. Nhả về nè, rồi bắt đầu kéo thắng tay lên. Lên lưng bên luôn đi. Ờ, rồi. Bấm nút kia để cho người ta ra. Quân ơi. Má không biết chân dài chân thắng luôn mày. Má này. Nhốt tao luôn à. Quậy. À. Chân dài chân thắng không biết luôn rồi. Vậy hả? Ừ. Má chạy mà cứ vô ép cái đường xe Honda không à. không biết canh len luôn đó, gà cũng không biết coi chiến ra xe cộ lên như vậy mà kia tao nhậu. Ồ má tao nói nhậu xui về là chú chiến mày nhậu không, tao không nhậu đâu. Rồi, bấm cái nút kia là tự động tắt thôi đó, nút... tắt rồi quải nó không đụ, mới đi xe không biết nút đụ, không biết nút xi nhan, không biết nút kèn, không biết chân ga, không biết chân thắng luôn. Ừ. Nói là chỉ có chạy nó miệng ống còn hơn đàn bà bắn cá con nó tao nhức đầu luôn á. Má mày lên mày ngồi đi Quân, mày sẽ biết liền. Má nhậu hai trò mày nhậu đi tao chở cho. Vũ. Dạ. Thấy nhục không? Nhậu xong xuôi rồi có tài xế đi về. Trời ơi, xỉn. Nhục luôn. Có bắt ghê luôn á. Bữa thằng Quân là thấy bị bắt rồi là biết rồi. Giờ mới thấy nhậu nhục ha. Hả? Vô. Vô. Nhục á.
Ủa mới đi nhậu mà đâu á. Ừ, mấy cái tài xế đi về. Ủa vậy là xe của ông Quang đây hả? Dạ. Quang đi theo kìa, đi xe theo kìa. Rồi thôi. Sau này đi tỉnh đừng nhậu nữa nha con. Má để nó phiền anh em lắm. Khi vui ở lợi, khỏi đi gạch giá. Đúng không? Đặt trước xuống là gạch giá, gạch giá ta. Còn không biết là mình vui rồi. Mình bé đi đâu? Đi cái ngồi khóc mướt luôn. Tại vì con gan bán người ta không đi theo. Dạ. Ngại, sợ. Không chơi luôn cho ngoài đồng chúng ta. Ở đây Wi-Fi có thay đổi mật khẩu không? Không ạ. Cho mọi người chủ. Không có người luôn. Gạch giá Kiên Giang lại vậy. Nãy khúc ngoài thấy đông đúc rồi ha. Sao vừa tới đây sao lại giống quen. Một bên là sông. Một bên là sông, một bên nhà dân. Nhà dân này là không có. Bỏ nhà đi luôn. Không có đèn điện luôn chứ. Không có đèn điện đâu. Không có đèn đường luôn. Hôm nay phải nhà đông mới vui đỡ buồn. Tâm người đông còn thông quê nữa. Đúng không? Anh em á, ý là trong nhà quá. Anh em đông dành cổ thì đã nhà không có người mã cho bên. Ở đây ta xem mã nhà mà. Nhà. Đóng cửa không có cái mã cho bên. Nếu mà nuôi tôm thì nó có cái gì á, cái quạt, cái xi.
ta, Phương Trang cho bò ta. Trời ơi, xấu rồi, chứ không gì đâu. Đây là hai cái xăng rồi. Xăng này phải là xăng kia đâu. Được. Chứ rồi, nhưng mà xăng này phải xăng Petro. Xăng dạng tư nhân. À, xăng Petro đúng rồi. Petro Limet. Rồi, bên ba đóng rồi. Chơi mét là con hỏi gần đi đa, hỏi gần đổi sang con vô nó dẫn cho người ta. Vô thế là ở hết á chứ thầy ơi. Giờ mày khổ quá, không có nhà cửa mày có cho ở thôi sao. Là mừng. Giờ vô ra vô là mừng. Vô mà cũng làm ăn như vậy. Sạt lở rồi nè, mấy khu cặp mấy sông nè, sạt lở rồi nè. Nè mấy khu này đó sạt lở rồi, lên tới tóc thấy sạt rồi. Những người đang có nhà là cặp hay mấy sông đó ở quá trình, hiểu không?